Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị nghe bài đọc đức tin dọn sạch hồ sơ. Mỗi sự việc xảy ra trong đời ta đều được lưu giữ lại trong một hệ thống hồ sơ huyền nhiệm, đó gọi là ký ức. Điều được đặt vào bộ nhớ của ta có thể là một việc khó quên, một cảm nghĩ mơ hồ hay một điều nào đó đã chìm mất trong tiềm thức, nhưng có mặt trong ký ức. Những điều nào trong kho hồ sơ này thường làm chúng ta mang mặc cảm có tội hay là làm cho chúng ta lo sợ đều phải được đem ra phân tích rồi loại bỏ đi. Một nhà buôn nổi tiếng là giấy tờ nào cũng giữ lại, không chịu bỏ đi, dù không cần thiết nữa. Phòng làm việc của ông ta, giấy tờ hồ sơ càng ngày càng nhiều, hết tụ này đến kề kia mà vẫn không đủ chỗ, phải xếp đống trên bàn. Người thư ký của ông này rất là bực, một hôm đến bảo hỏi ông chủ có nên hủy đi những hồ sơ đã lâu đời và vô dụng hay không. Ông chủ ngần ngại, nhưng cô thư ký lại cố ép nài. Ông đành thua, nhưng bảo được, cứ bỏ đi, nhưng nhớ sao mỗi văn thư một bản để lại trước khi hủy. Cô thư ký rất buồn, vì như thế chỉ thêm việc cho cô mà chẳng bớt đi một hồ sơ nào cả. Đó cũng là thái độ của một số người tin Chúa đối với các tội lỗi đã phạm trong quá khứ. Những người ấy đã xưng nhận các tội của mình và biết rằng Chúa đã tha thứ cho tất cả, nhưng những người ấy không sao xóa bỏ được mặc cảm phạm tội. Dường như những người ấy vẫn còn bị những tội lỗi ấy ràng buộc lấy. Khi những người ấy hối tiếc vì mình đã phạm những lỗi lầm như thế, chẳng khác nào vẫn còn muốn giữ lại những bản sao của các hồ sơ cũ muốn hủy đi. Phao-lô dạy rằng: tôi cứ làm một điều, đó là quên hẳn mọi việc phía đằng sau mà chuyên chú vào mục đích đằng trước. Nếu lúc nào ta cũng suy nghĩ đến quá khứ của mình, hoặc là hoàng kim hay cỏ rác, ta sẽ sống trong quá khứ mà không thể nào tiến bộ được. Quá khứ có thể làm cho ta dừng lại trên bước đường theo Chúa. Vì vậy, hãy để quá khứ chìm vào quá khứ và hãy sống với hiện tại trong đắc thắng và hy vọng nhiều về những đắc thắng to lớn hơn nữa trong tương lai. Câu gốc suy gẫm: phương Đông xa phương Tây bao nhiêu thì Ngài cũng mang tội lỗi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Sách Thi Thiên chương 103 câu 12. Muốn thật hết lòng